Tin bóng đá hôm nay ngày 9 tháng 7, Argentina được mời tham dự UEFA Nations League. Pogba chấp nhận giảm lương để sang Real. Sếp Paris Saint-Germain xác nhận Neymar có thể ra đi. MU nhận tin dữ từ Sanchez là những tin tức đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Giám đốc thể thao của Paris Saint-Germain, Leonardo, cho biết Neymar được phép rời khỏi câu lạc bộ nhưng cũng nói rằng vẫn chưa nhận được lời đề nghị cụ thể nào. Dù đã có những cuộc đàm phán hời hợt với Barca, Neymar có thể rời Paris Saint-Germain nếu có một lời đề nghị phù hợp, Leonardo chia sẻ. Nhưng cho đến nay, chúng tôi không biết liệu có ai muốn mua cậu ấy hay không. Tất cả điều này không thể thực hiện xong trong một ngày, đó là điều chắc chắn. Mọi người đều biết rõ rằng Neymar muốn ra đi, nhưng trong bóng đá, hôm nay bạn có thể nói thế này nhưng mai có thể lại nói khác. Đó là điều thú vị. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với người đại diện của cậu ấy, ai cũng hiểu chuyện. Nhưng có một điều chắc chắn hôm nay, đó là Neymar vẫn còn hợp đồng 3 năm với Paris Saint-Germain, và chúng tôi không thể thảo luận về bất cứ điều gì khi chưa nhận được lời đề nghị nào. Argentina được mời tham dự UEFA Nations League. Argentina vừa trải qua một kỳ Copa America không được như ý và chỉ giành được hạng ba chung cuộc. Đội trưởng của họ, Lionel Messi, thì đang đối diện với lệnh cấm tham dự giải đấu này 2 năm do những phát ngôn ám chỉ Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ dàn xếp để Brazil lên ngôi vô địch. Trong bối cảnh đó, tờ Fox Sports đưa tin Liên đoàn bóng đá châu Âu đang lên tiếng mời Argentina tham dự giải Nations League mùa thứ 2 của họ. Liên đoàn bóng đá Argentina AFA đang nghiêm túc cân nhắc về lời mời này và sẽ có một buổi ngồi lại để đánh giá trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu Argentina chấp nhận đề nghị của UEFA, có khả năng người hâm mộ sẽ lại được thấy những màn so tài giữa hai ngôi sao Cristiano Ronaldo và Messi trên sân cỏ. Bồ Đào Nha của Ronaldo chính là đội vừa vô địch giải Nations League mùa đầu tiên sau khi đánh bại tuyển Hà Lan ở trận chung kết. Pogba chấp nhận giảm lương để sang Real. Theo Legend Sport, mức lương quá cao của Paul Pogba đang cản trở việc sang Real Madrid của anh. Cụ thể, Los Blancos không muốn đáp ứng yêu cầu lương 15 triệu euro trên mùa của cầu thủ người Pháp bởi đây là mức lương tương đương với đội trưởng Sergio Ramos. Việc để một tân binh có lương cao ngang bằng một công thần sẽ tạo ra tiền lệ xấu trong phòng thay đồ. Trong bối cảnh đang rất muốn rời khỏi MU, nguồn tin trên nói thêm Pogba sẵn sàng cắt giảm lương để được tới sân Bernabeu. Mới đây, người đại diện của Pogba đã xác nhận chuyện anh muốn ra đi để tìm thử thách mới. Mọi người, từ huấn luyện viên cho đến ông chủ của MU, đều biết Pogba muốn ra đi. Chúng tôi đang trong tiến trình đó. Tất cả đều hiểu cảm xúc của Pogba ra sao, Raiola phát biểu. MU nhận tin dữ từ Sanchez. Tiền đạo Alexis Sanchez đã gặp chấn thương gân queo trong trận tranh hạng ba giữa Chile và Argentina ở Copa America 2019. Kết quả chụp chiếu cho thấy đây là chấn thương khá nghiêm trọng và Sanchez sẽ phải nghỉ ngơi khoảng một tháng để phục hồi. Điều này đồng nghĩa với việc anh không thể tham dự tour du đấu trước mùa giải cùng MU. Việc Sanchez chấn thương đúng thời điểm nhạy cảm này lại khiến các cổ động viên thất vọng. Cầu thủ người Chile vốn có phong độ rất nghèo nàn tại MU và nay còn không thể tập trung cùng cả đội. Ngoài Sanchez, một số ngôi sao khác cũng đang vắng mặt chưa về hội quân cùng quỷ đỏ gồm có Eric Bailly bờ biển Nga, Sergio Romero Argentina, Marcus Rojo Argentina, Red Brazil và Dion Henderson Anh. Icardi muốn mức lương 8 triệu euro tại Napoli. Theo Calcio Mercato, việc theo đuổi Mauro Icardi của Napoli đã trở nên phức tạp hơn bởi nhu cầu lương của tiền đạo Inter. Cụ thể, đội chủ sân San Paulo đang thỏa thuận hợp đồng bom tấn với cầu thủ người Argentina và đã liên hệ với người đại diện, cũng là vợ của anh Wanda Nara. Tuy nhiên, mức lương 8 triệu euro trên mùa mà Nara yêu cầu đang khiến thỏa thuận trên bị bế tắc, bởi vì đây là mức lương cao hơn bất kỳ cầu thủ nào của Napoli hiện đang nhận. Arsenal sắp đón tân binh thứ hai. Nhà báo uy tín Mohamed Bouhafsi của RMC Sport tiết lộ, Arsenal đã đạt thỏa thuận với Saint-Étienne về vụ chuyển nhượng William Saliba. Pháo thủ sẽ chi ra khoảng 30 triệu euro ở thương vụ này.
Cầu thủ 18 tuổi sẽ là tân binh thứ hai của nhà đương kim Á quân Europa League hè này, nhưng nhiều khả năng sẽ ở lại Saint-Étienne mùa tới để tích lũy thêm kinh nghiệm. Man City chia tay 2 SAO. Man City nhiều khả năng sẽ chia tay thủ môn Arizanet Muric và tiền vệ Fabian Delph ngay trong tuần này. Nếu Muric chuẩn bị phục vụ Nottingham Forest theo dạng cho mượn thì Delph muốn có nhiều cơ hội ra sân hơn nên đàm phán với Crystal Palace. Giá chuyển nhượng dự kiến khoảng 15 triệu bảng. AS Roma chiêu mộ thủ môn đội tuyển Tây Ban Nha. Tuyển thủ Tây Ban Nha Paulo Lopez đã có mặt ở Rome để thực hiện kiểm tra y tế và chính thức ký hợp đồng với AS Roma. Để có được thủ môn 24 tuổi, Giallo Rossi phải trả cho Real Betis khoảng 30 triệu euro. Đây cũng là mức phí kỷ lục mà đội bóng áo màu ba trầu từng bỏ ra cho một người gác đền. Bayern vẫn theo đuổi Sané. Sau sự ra đi của hai huyền thoại Arjen Robben, Ribery, ban lãnh đạo Bayern Munich đã xác định Leroy Sané là ưu tiên số 1 trong kế hoạch tìm kiếm một ngôi sao chạy cánh đẳng cấp. Dù gặp khó, giám đốc điều hành Hùn Xám, các Hunter Rum Munich đã xác nhận đội bóng của ông chưa từ bỏ và vẫn đang chờ câu trả lời từ Sané. Sao Ajax gieo sầu cho Quỷ Đỏ. Mới đây, David Neres khẳng định sẽ gắn bó với Ajax ít nhất đến hết mùa giải 2019-2020. Hiện tại, cầu thủ chạy cánh vừa cùng Brazil vô địch Copa America được MU, Atletico Madrid và Arsenal quan tâm sát sao nhờ phong độ chói sáng ở mùa giải trước. John Terry muốn mua thêm 3 tân binh. Sau khi chiêu mộ tiền vệ cánh Daniel James và hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục đề xuất ban lãnh đạo MU mang về 3 tân binh nữa, trong đó có một tiền đạo, một tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, theo Daily Star, trường hợp này chỉ xảy ra nếu Paul Pogba và Romelu Lukaku ra đi. Inter Milan cân nhắc từ bỏ Lukaku. Theo Daily Mail, huấn luyện viên Antonio Conte của Inter Milan đang cân nhắc từ bỏ kế hoạch chiêu mộ Romelu Lukaku. Hiện Juventus vừa nhảy vào cuộc đua giành chữ ký tiền đạo người Bỉ. Vì vậy, cựu thuyền trưởng Chelsea lo ngại MU sẽ làm khó đại diện thành Milano bằng cách nâng mức giá chuyển nhượng đang đòi 70 triệu bảng. Đến với bóng đá Việt Nam, đội tuyển Việt Nam sẽ không thể triệu tập được một số trụ cột trong nửa cuối năm 2019 do gặp chấn thương nặng. Sau những thành công vang dội của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 và nửa đầu năm 2019, mục tiêu tiến sâu ở vòng loại World Cup 2022 đã được nhắm đến và huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục là người dẫn đầu chiến dịch. Tuy nhiên, quân lực mà ông có trong tay đã bị hao mòn đáng kể trong thời gian gần đây. Từ trước khi đội tuyển Việt Nam dự team S Cup tại Thái Lan, thầy Park đã đón tin trung vệ Đình Trọng dính chấn thương và sẽ phải nghỉ hết mùa giải V-League 2019. Đình Trọng bị đứt bán phần dây chằng chéo trước, rách sụn trên đầu gối trái, qua đó nghỉ hết năm và sẽ không góp mặt ở cả vòng loại World Cup 2019 lẫn SEA Games 30. Sau đó đến lượt Phan Văn Đức đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước đầu gối, phù đầu dây chằng chéo ngoài, dập rách sụn sau và phù dập giải rác lồi cầu xương ngoài. Anh mới đây đã phải sang Singapore để tiến hành phẫu thuật. Chỉ một tuần sau khi các bác sĩ ở đây tiến hành ca mổ cho Đình Trọng, Văn Đức cũng sẽ phải nghỉ hết năm 2019 như Đình Trọng. Mới đây đến lượt Hồng Duy khiến dư luận lo lắng sau một chấn thương nặng ở trận Hoàng Anh Gia Lai, Quảng Nam. Ban đầu được chẩn đoán gãy xương sườn số 6. May mắn là Hồng Duy sau đó được xác định chỉ bị thương ở phần mềm sụn và do đó có thể trở lại thi đấu sau khoảng 10 ngày. Bên cạnh đó, có một số tuyển thủ đã từng dính chấn thương và mới chỉ trở lại thi đấu trong thời gian gần đây, hoặc bị đau ngắn ngày trong thời gian khoác áo câu lạc bộ. Từ Xuân Mạnh, Văn Thanh cho tới cả Duy Mạnh và Văn Toàn, mặc dù thành công nhiều nhưng đội TUINVN và U23 Việt Nam có không ít trụ cột đã thi đấu với mật độ rất dày trong gần 2 năm qua. Trong số đó, các cầu thủ Hà Nội thi đấu nhiều nhất do họ vừa đá ở trên tuyển vừa đá ở V-League, Cúp Quốc gia và AFC Cup. Đây được xem là một lý do khiến phong độ của Quang Hải gần đây không còn ấn tượng như trước. Với tình hình chấn thương và thể lực của các cầu thủ bị ảnh hưởng như vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải đối mặt với bài toán hóc búa về nhân sự ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022 tới đây. Trung phong Hà Đức Chinh là người tiếp theo bị đau với chấn thương ở bàn chân phải. Anh được cho là đã nén đau thi đấu từ tận đầu mùa V-League và chỉ bắt đầu quá trình điều trị chấn thương sau khi V-League nghỉ hết lượt đi. May mắn là Đức Chinh đã khỏe mạnh trở lại sau thời gian hồi phục tại trung tâm VPF và đã được trả về câu lạc bộ. Huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai không hài lòng thể lực của Xuân Trường.
chia sẻ sau trận thua Quảng Nam tại vòng 14 V-League 2019. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Gia Lai ông Lee Tae-hoon đánh giá cao năng lực của Xuân Trường và cho rằng tiền vệ người Tuyên Quang cần thêm thời gian để lấy lại phong độ và hòa nhập với lối chơi của toàn đội. Xuân Trường thực sự mới trở lại sau 10 ngày nghỉ. Đó chưa phải khoảng thời gian tốt nhất để lấy lại 100% phong độ nên tôi không để cậu ấy đá chính ngay từ đầu. Xuân Trường là cầu thủ có năng lực tốt, nhưng phải mất vài tuần nữa mới có thể thi đấu ổn định được. Tôi hài lòng về mặt tinh thần thi đấu của cậu ấy nhưng thể lực thì chưa. Cậu ấy đã không được thi đấu trong một thời gian dài. Hy vọng một vài tuần tới Xuân Trường sẽ cải thiện tất cả các kỹ năng của mình giúp đội bóng mạnh mẽ hơn trong giai đoạn lượt về V-League 2019. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Gia Lai ông Lee Tae-hoon cho hay. U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên ngày hôm nay. Vào chiều ngày hôm nay, U23 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại trung tâm PVF. Trước đó ngày 5 tháng 7, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã công bố danh sách 18 cầu thủ được triệu tập cho đợt tập trung ngắn hạn lần đầu tiên của tháng 7 năm 2019. Đợt tập trung ngắn hạn đầu tiên của U23 Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 tới tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Trong đợt tập trung này, đội sẽ có trận đấu tập với đội tuyển U18 Việt Nam hiện cũng đang đóng quân tại đây để chuẩn bị cho giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019. Đây cũng là bài toán về xây dựng lực lượng cho đội tuyển U23 Việt Nam trong chiến dịch SEA Games 30 được huấn luyện viên Park Hang-seo và bộ phận chuyên môn VFF cùng nhau nghiên cứu, thống nhất để tìm ra giải pháp. Nguyên nhân là trong đội hình chủ lực của đội tuyển U23 Việt Nam có rất nhiều các cầu thủ đồng thời cũng đang là tuyển thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Bên cạnh đó, đại đa số các cầu thủ xuất sắc trong lứa tuổi U22 trên U23 cũng đều tham gia thi đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia với lịch hoạt động khá dày đặc. Việc tập trung dài ngày và đầy đủ những cầu thủ tốt nhất trong thời gian các giải đấu quốc nội đang diễn ra là điều rất khó khăn bởi sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của các câu lạc bộ.